tiên hãy nhìn vào máy và nói một câu nói thật. Nhìn vào máy và nói một câu nói thả thính hả? Để tôi suy nghĩ nha. Thôi bây giờ mình thử một cái trend mới đi. Hình như tôi chiều các em quá rồi, các em hư rồi đấy. Vậy thì tôi chiều các em tiếp nha. I love you. Đó, đó. À, trong showbiz thì ST thân với ba người thì chắc là Lan Ngọc nè, Song Luân với Chi Dân. Món ăn ưa thích của ST là gì? Món ăn ưa thích của ST là mì Quảng. Ghét ăn gì nhất? Ghét ăn chuối. Em thích chuối tây chuối ta. Không, người ta bình thường là em thích chuối tây chúng ta, ST ghét hết nha. Sợ gì nhất? Sợ... vì sợ cô đơn nha. Sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai. Thần tượng ai nhất? SC thần tượng nếu mà là ca sĩ thì là chắc anh Quang Dũng. Bộ phim xem gần đây nhất có thể là gì? Bộ phim xem gần đây nhất và đang xem luôn, đang xem nha mọi người, ngày nào cũng xem hết, là Teen Wolf, là Sói Tuổi Teen ở trên Netflix. Nếu một ngày ngủ dậy mà SC thấy cơ thể mình biến thành Như Lan Ngọc thì SC sẽ làm gì? SC biết là mình sẽ giàu tới nơi rồi đó, bởi vì Lan Ngọc bây giờ là một cô gái hả, ngọc nữ của làng quảng cáo mà mọi người. Hình mẫu người trong mộng của ST. Hình mẫu người trong mộng của ST là biết chăm sóc cho bản thân của mình, biết chăm sóc cho ST, bởi vì mình cần có một người ở bên cạnh và chăm sóc cho mình và thấu hiểu mình. Nếu có 10 tỷ trong tay thì mình có tiền làm cái gì? Nếu có 10 tỷ thì mình sẽ kiếm thêm tiền nữa, bởi vì SC nghĩ rằng là bây giờ thời buổi kinh tế mình không biết trước được điều gì xảy ra, cho nên là mình khi mà mình có 10 tỷ thì mình sẽ đầu tư tiếp để mình kiếm thêm trăm tỷ ngàn tỷ nữa. Người đàn ông tham lam chính là anh. Đi nhầm vào toilet nữ thì điều đầu tiên là tiên làm trả lời là xem có ai không, còn điều đầu tiên chắc chắn là phải đi ra chứ. Đầu tiên là nếu mà không có ai thì mình sẽ đi ra, còn nếu mà có người thì mình sẽ xin lỗi người ta, nhưng mà biết đâu bất ngờ điều gì đó xảy ra thì sao? Nếu được hoán đổi thì muốn sống cuộc đời của anh? Nếu được hoán đổi thì được sống những cuộc đời của những nhân vật cổ tích nhất, bởi vì những nhân vật mà có phép màu quá, SC thích có phép màu lắm, có phép lắm. Tuy nhiên nhìn vào máy và nói một câu nói thả thính. Nhìn vào máy và nói một câu nói thả thính hả? Để tôi suy nghĩ nha. Sao tự nhiên tới đây cái đầu óc trống rỗng vậy ta? Thôi bây giờ mình thử một cái trend mới đi. Hình như tôi chiều các em quá rồi, các em hư rồi đấy. Vậy thì tôi chiều các em tiếp nha. I love you. Đó. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé. Người ấy có tốt với em hay đã từng yêu, người ấy muốn tin anh em ấy nhưng mong em nụ chiều. Nàng công chúa bồng bóng không còn yêu mưa nữa. Tiếp theo, bao la. Bao la.